Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là chấn động bí mật cuộc đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tránh được 3 điều này thì từ nay trở đi được phúc báu vô lượng, tiền vàng nhất chật két. Tiên tri tiết lộ bí mật chấn động về tử vi chọn đời tuổi Ất Mão sinh năm 1975, được trời Phật ban cho phúc báu, may mắn liên tiếp ập đến, về già an nhàn hưởng phúc, tiền của bao la, giàu có hơn người. Kiếp người sao mãi long đong, nghiệp duyên vay trả theo dòng sông mê, trần gian đau khổ mọi bề, đâu như bến mộng tràn trề yêu thương, đau thương vùi lấp nẻo đường, lệ rơi giọt đắng buồn vương mi sầu, cảnh đời oan trái dạ đau, hỡi ai biết được rằng câu ai ngờ, tình người sao mãi thờ ơ, ngày đêm vọng tưởng ước mơ sang giàu. Quý vị thân mến, cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều Ất Mão tự hỏi không biết tương lai của mình hung cát ra sao, và khi đã sắp cán mốc 50 năm cuộc đời, nhiều anh chị không khỏi lo lắng bất an, vì càng già càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về tiền bạc, tài chính và con cháu. Nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi thân quen ăn nên làm ra, của cải đầy nhà, con cái lại thành đạt, mà bần thần cô đơn xót xa cõi lòng. Vì vậy, với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều anh chị đã tìm đến tử vi tướng số, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy, các nhà tử vi huyền học đã dày công nghiên cứu các chòm sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, tuổi Ất Mão 1975 là con giáp được luận giải về đại vận cuộc đời, dẫu trước đây gặp vô số khổ nạn, khiến tuổi Ất Mão hao tiền tốn của, chịu nhiều áp bức bất công, gia đình ly tán, bệnh tật triền miên, thì từ 50 tuổi trở đi. Chỉ cần biết ba điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu có hưởng phúc ba đời, gia đạo sung túc, tinh thần hạnh phúc. Vậy, để biết được vận trình cuộc đời của người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 sẽ ra sao, từ 50 tuổi sẽ đón nhận những thiên cơ gì, và may mắn cỡ nào, tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Đặc biệt ở phần cuối video, bạn biên tập chương trình sẽ chia sẻ về 3 lưu ý giúp tuổi Ất Mão tránh họa đắc phúc, hưởng lộc, hậu vận giàu có và bình an. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi lá số tử vi dưới đây. Tiết lộ 3 bí mật chấn động về tử vi chọn đời, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, về già an nhàn hưởng phúc, tiền của bao la, giàu có nhất vùng thiên hạ. Quý vị thân mến, cảm nhận về nhân sinh trong cuộc sống thì Ất Mão luôn tin rằng hạnh phúc của một người được quyết định bởi ý thức của người đó. Phúc đức không phải từ trên trời rơi xuống mà đến từ sự tu dưỡng của bản thân. Số phận không phải do trời định mà do chính Ất Mão tự quyết định. Bất cứ ai muốn có được cuộc sống viên mãn thì phải phấn đấu nỗ lực, đấu tranh để giành lấy. Và trước khi bắt đầu phấn đấu, Ất Mão cũng đã phải xác lập một khái niệm nhất định để hướng tới. Như người xưa có câu, chỉ khi đạt được sự thống nhất về hành động và tư tưởng thì con người ta mới có thể tu thân, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Ất Mão khi đã đi qua nửa đời, người tín chủ mới nhận ra đạo lý có thể thay đổi số phận, biết càng sớm thì càng có lợi. Từ 50 tuổi trở đi, Ất Mão tin rằng một người cần phải trau dồi đức hạnh và trau dồi sự nghiệp của mình, dù bản thân có xuất thân như thế nào, thành tích cao đến đâu thì cũng cần phải nâng cao phẩm hạnh của bản thân và chuyên tâm vào sự nghiệp của mình. Trên thương trường, đạo đức, chữ nghĩa hiếm khi được coi trọng. Thời trẻ trong mắt một số Ất Mão âm mưu và thủ đoạn là con đường tắt để đi đến được thành công, nhưng tại thời điểm đó ít Ất Mão biết được đó là những thứ hư vinh không thể tồn tại mãi. Nhưng ở hiện tại, Ất Mão đã hiểu được rằng nhân đức của một người giống như dòng nước, nó mang lại lợi ích cho người khác nhưng cuối cùng sẽ nuôi dưỡng chính bản thân mình. Khi tín chủ có thể thúc đẩy bản thân và người khác tạo ra lợi ích cho những người xung quanh thì một khi thành công, bạn sẽ cảm thấy thanh thản và phúc khí cũng theo đó mà tăng lên. Khi còn trẻ, Ất Mão chỉ cần đạt được thành tựu nhất định thì sẽ khoe khoang trước mặt người khác. Một số người chọn cách đăng chúng lên mạng xã hội để tất cả bạn bè cùng thấy.
và bày tỏ sự ngưỡng mộ, nhận được những lời tán dương từ người khác còn khiến tín chủ vui hơn việc nỗ lực cuối cùng cũng đạt được thành tựu. Tuy nhiên, khi Ất Mão ta trải qua thử thách của cuộc đời, bản mệnh sẽ tự nhiên hiểu rằng không nhất thiết phải thể hiện mọi thứ trong cuộc sống. Việc khoe khoang chưa chắc sẽ mang lại thể diện, quá phô trương là cái bẫy vô hình mà nhiều người không ý thức được. Nó có thể gây ra những rắc rối không cần thiết cho chính bản thân Ất Mão. Hạnh phúc phải đến từ trong tâm, chứ không thể phụ thuộc vào những lời tán dương ở bên ngoài. Chỉ khi đó Ất Mão mới thực sự sống cuộc đời của mình. Trong cuộc đời Ất Mão đã hy vọng rất nhiều vào sự công nhận của thế giới bên ngoài và cuối cùng chỉ nhận ra rằng thế giới là của riêng Ất Mão và không liên quan gì đến người khác. Điều này đã phản ánh bản chất của Ất Mão, sống vì con mắt, ý tưởng của người khác, chính là nhà giam không thể tháo chạy do tín chủ tạo ra. Ất Mão thường quên rằng mình cần làm hài lòng bản thân, chứ không phải là làm hài lòng người khác. Thay vì sống vì con mắt của người khác, tốt hơn là hãy sống và theo đuổi của chính mình. Số phận của Ất Mão sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Có 3 bước trưởng thành trong cuộc đời. 1. Là khi Ất Mão nhận ra mình không còn là trung tâm của thế giới. 2. Là khi tín chủ nhận ra rằng mình không thể làm được gì, dù có cố gắng đến đâu. 3. Là khi bản mệnh chấp nhận cái bình thường của mình và tận hưởng nó. Ở tuổi 40, Ất Mão thấy rằng mình không còn là trung tâm của thế giới. Ở tuổi 50, Ất Mão thấy mình không thể thay đổi thực tế cuộc sống của mình. Ở tuổi ngoài 50, Ất Mão đang dần chấp nhận những sự thật của cuộc sống bình thường. Có thể nói thời gian và cuộc sống đã mài nhẵn các góc cạnh mỗi Ất Mão, nhưng trên thực tế, đây là một kiểu trưởng thành được mài giũa theo năm tháng. Khi đến một độ tuổi nhất định, từ 50 tuổi, Ất Mão nên ngừng những suy nghĩ quá tham vọng và ngừng có những ý tưởng viển vông. Đôi khi tín chủ nên sống ngẫu hứng hơn một chút và tự nhận thức rõ về bản thân. Đây chính là sự may mắn khi mà Ất Mão vẫn được sống và làm những điều mà mình yêu thích. Một trong những tuổi đặc biệt có thể ca một khúc khải hoàn, nâng một ly rượu mừng khi 2023 sắp kết thúc. Với nhiều người, thời khắc giao thừa chuyển mình từ 2023 sang 2024 đơn giản chỉ là một năm mới, đơn giản chỉ là một cái Tết nữa. Nhưng với Ất Mão nó là thời khắc đánh dấu sự chuyển hoàn toàn sang một trang mới của cuộc đời. Một chương rực rỡ mà Ất Mão đã đợi, đã chờ, đã bao năm cống hiến, đã bao năm nỗ lực, đã bao năm chăm chỉ gửi những nỗ lực hết mình vào cuộc đời bon chen. Một chương mới bắt đầu từ 2024 này, tựu thành và vinh hoa, cuộc đời của một Ất Mão không thiếu những tranh đấu, không thiếu những thử thách chông gai. Nó là một cuộc đời cần rất nhiều can trường, cần rất nhiều kiên trì, cần rất nhiều bền bỉ. Cuộc đời của một Ất Mão là một cuộc đời thấm đẫm những thất vọng về nhân tâm, thấm đẫm những đau thương, những sững sờ ngẩn ngơ, rất nhiều lần cho đi nhiều hơn là nhận được, rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều chán nản vì sự chân tình thẳng thắn nhiệt thành của bản thân. Cuộc đời của một Ất Mão luôn cần họ phải chăm chỉ, vì nếu không chăm chỉ thì chẳng có chút tựu thành về thân. Nó là cuộc đời làm 10 chỉ mong được 5, nhưng rồi bị bầy chim ưng mang tên bạn bè, người thân sâu xé, cuối cùng cũng chỉ còn được 2-3 phần về mình. Cuộc đời của một Ất Mão là một cuộc đời hiếm khi được thừa kế, là một cuộc đời mà muốn gì thì phải tự đi mà làm lấy, quy đổi từng giọt mồ hôi, từng giọt nỗ lực, từng giọt nhiệt huyết nhiệt thành, chuyển hóa nó thành vật chất trong tay. Thị phi là có, hiểu nhầm là lắm, lừa gạt cũng nhiều, nhưng dù bao nhiêu nghịch cảnh, bị đời gieo bao ưu phiền, ngọn lửa lưu ly trong suốt của Ất Mão chưa bao giờ bị ảm đạm mờ phai. Cho tất cả những gì Ất Mão đã trải, chỉ biết nói cảm ơn bản thân Ất Mão vì đã luôn can trường, lạc quan, sống thiện và lựa chọn trao đi. Vì với Ất Mão trong cơn giận dữ có thể nghĩ mình sẽ thủ đoạn lại nọ kia, nhưng rồi sau đó giản đơn chỉ là một cái cười trừ nhạt, cho sự thiệt thòi mà mình đã chịu, rồi lại từ từ đấu đời mà thôi. Chỉ cần Ất Mão nhớ, cần tiếp tục duy trì chăm chỉ, cần tiếp tục nỗ lực bền bỉ, thế là được. Bao nhiêu điều thiệt mà bạn đã trải, đều tích cho bạn thêm một giọt phúc, tiêu trừ đi một giọt họa, tiêu tan đi một giọt nghiệp, chuẩn bị cho sự thuận may trong chuỗi chu kỳ từ 50 tuổi trở đi này, vậy nên hãy trân trọng hiện tại của Ất Mão. Tiếc rằng 2023 nếu là một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì bước sang năm mới 2024 sẽ là một năm của một sự khởi đầu. Không chỉ khởi đầu đẹp cho một năm, mà là một chuỗi chuyển cảnh dài lâu cho giai đoạn cuối trung vận và hậu vận của Ất Mão suốt sau này. Tử vi năm 2024 đã chỉ ra rằng, tuổi Ất Mão sẽ là một trong những con giáp được đền đáp xứng đáng nhất với những gì họ đã bỏ ra trong những năm qua để bắt đầu gặt hái thành công trong năm nay. Bước sang năm 2024, bản mệnh được nhiều các tinh soi chiếu và có thiên sinh địa hóp bao bọc che chở, nên đây sẽ là một năm vô cùng tuyệt vời, nhiều tiến bộ và gặp nhiều thuận lợi may mắn, mọi phương diện trong cuộc sống đều vượng phát.
Cụ thể, bước vào giữa năm và cuối năm này là giai đoạn hoàng kim nhất của Ất Mão, khi bạn làm gì cũng được thuận lợi suôn sẻ, sự nghiệp thăng hoa bất ngờ, có khả năng sẽ được thăng chức và tăng lương, người làm kinh doanh sẽ phát đạt trong các dự án kinh doanh, các khoản đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận tốt, và các khoản vay đang chờ xử lý sẽ được hoàn trả, tình cảm gia đạo cũng sẽ rất tuyệt vời, lãng mạn và không khí gia đình vui vẻ. Đặc biệt ở giai đoạn này, từ 50 tuổi trở đi đây chính là điểm đại vận thịnh vượng nhất trong cuộc đời của Ất Mão, là khúc rực rỡ nhất, huy hoàng nhất, vinh hoa nhất, bùng nổ nhất trong toàn bộ những năm tháng còn lại của Ất Mão, để cho Ất Mão xây dựng được một cuộc đời đúng với tầm cỡ họ mong mỏi, làm được những điều to tát vĩ đại mà bản thân họ trông chờ. Từ 50 tuổi trở đi công việc Ất Mão mới thực sự thành toàn, được suôn sẻ, thuận lợi như ý muốn. Ất Mão nên tận dụng khoảng thời gian này để phát triển sự nghiệp, khẳng định bản thân. Ất Mão là người giỏi giao tiếp và thông minh hoạt bát, được nhiều người quý mến, ngưỡng mộ. Công việc làm ăn tiến triển thuận lợi, người làm công ăn lương có nhiều tiến bộ, đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp. Ất Mão 1975, thông minh lanh lợi, đa mưu túc trí, lại đa năng, đến giờ đã xây dựng được nền tảng cơ bản trong sự nghiệp, có phần thong thả đỡ vất vả hơn so với những năm trước, vị trí vững chắc, lương bổng ổn định, có thể tự do quyết định phương án cuộc đời của mình, đưa bản thân lên một tầm cao mới, một vị trí mới, có thể vươn đến chức vụ cao, tiền bạc dồi dào, sung túc. Hơn nữa nhờ tính cách vui vẻ, dễ thương, nông hậu và rộng rãi, Ất Mão luôn được quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh yêu thương giúp đỡ mà vạn sự hanh thông, công thành doanh toại. Theo tử vi chọn đời tuổi Ất Mão từ 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ may mắn liên tiếp nhận lộc trời ban, có được những cơ hội tốt để đổi đời, được quý nhân lẫn thần tài giúp đỡ, muốn gì được nấy, vận trình lên như diều gặp gió, cuộc sống hanh thông, vui vẻ và viên mãn. Đồng thời giai đoạn này cũng chính là cơ hội để Ất Mão có thể lấy lại những gì đã thất thoát, mất đi ở trước đấy, có thể tích góp tiết kiệm được một khoản kha khá cho tương lai về già của mình. Dưới đây là diễn biến tử vi chọn đời của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Từ năm 20 đến 25 tuổi, giai đoạn này đánh dấu sự tập trung mạnh mẽ của Ất Mão vào việc xây dựng sự nghiệp và danh vọng cá nhân, bản tính bền bỉ và kiên cường, giúp họ vượt qua những thất bại ban đầu trong công việc. Dù phải trải qua nhiều thử thách và có thể trải qua nhiều ngã rẽ nghề nghiệp, nhưng họ vẫn không dừng lại mà tiếp tục tìm kiếm con đường phù hợp. Khoảng thời gian này tình yêu và chuyện tình cảm không nằm trong sự ưu tiên của họ và thậm chí có thể thể hiện thái độ thờ ơ. Từ năm 26 đến 30 tuổi, nên cẩn thận về tình duyên có nhiều rắc rối, số có nhiều lo buồn vào khoảng thời gian này, 26 tuổi, năm bình thường, năm 27 tuổi, không mấy tốt, những năm còn lại có nhiều triển vọng về tài lộc, cuộc sống. Giai đoạn này là khoảng thời gian đầy bước tiến và thành công trong sự nghiệp. Họ thu hoạch được nhiều thành tựu quan trọng trong công việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để xây dựng mối quan hệ trong xã hội và thiết lập các mối liên kết quan trọng. Từ năm 31 đến 35 tuổi, những năm này có thể đánh dấu những chuyến đi xa, nhưng cần phải đảm bảo an toàn cho bản thân, cả trong công việc và cuộc sống gia đình, để đảm bảo mọi thứ diễn ra thuận lợi. Sự nghiệp tiếp tục phát triển và mọi dự định đều tiến xa. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, dù có thành công, thì việc duy trì sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống cá nhân vẫn là vấn đề quan trọng. Từ năm 36 đến 40 tuổi, giai đoạn này được dự đoán sẽ gặp được quý nhân và sự may mắn là đến với nữ tuổi Ất Mão, mọi việc đều diễn ra thuận lợi, đặc biệt là về tài chính, cuộc sống dư giả và thoải mái hơn, đồng thời sự nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cơ hội thăng tiến và tăng lương xuất hiện, giúp họ khẳng định bản thân và đạt được những mục tiêu cao cả. Từ năm 41 đến 45 tuổi, đây là giai đoạn thích hợp để thực hiện các ý tưởng kinh doanh lớn. Ngoài ra tuy tài chính tăng trưởng, nhưng về mặt tình cảm có thể gặp trở ngại, gia đình có thể đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau và các mối quan hệ trong gia đình có thể bị ảnh hưởng. Từ năm 46 đến 50 tuổi, giai đoạn này đánh dấu sự xuất hiện của những vận hạn và khó khăn, cẩn trọng trong việc quản lý tài chính và tránh đầu tư rủi ro là điều quan trọng. Sức khỏe có thể giảm sút, cần phải dành thời gian cho việc chăm sóc bản thân và nghỉ ngơi. Từ 51 tuổi trở đi trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của họ sẽ ổn định và vững chắc, những khó khăn và thử thách đã qua, và họ sẽ bắt đầu hưởng thụ kết quả của những nỗ lực lao động từ trước đến nay. Từ tử vi chọn đời, họ sẽ thấy tình duyên thuận lợi, gia đình hòa thuận và cuộc sống yên bình ấm áp. Tiếp theo, chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Xét về khía cạnh sự nghiệp của tuổi Ất Mão. Xem tử vi chọn đời tuổi Ất Mão 1975,
Cuộc đời phải trải qua nhiều thăng trầm biến cố, vất vả từ trong trứng, nhưng nhờ nghị lực và lòng quyết tâm con giáp này vẫn bền bỉ với thời gian. Từ 50 tuổi trở đi, sau khi thoát khỏi đại hạn 49 tuổi, Ất Mão có sự phát triển về sự nghiệp được nhanh chóng, nhận được nhiều sự hậu thuẫn của các tinh soi chiếu, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió, làm việc gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Trong công việc nhờ vào con mắt tinh tế, sự hiểu biết và thông minh của mình mà tuổi Ất Mão đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là những lĩnh vực liên quan đến chính trị và nghệ thuật. Họ là những người không thích sự cạnh tranh và luôn cố gắng dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh. Phụ nữ tuổi Ất Mão giỏi trong kinh doanh, thích giao tiếp với mọi người và có niềm đam mê sáng tạo nghệ thuật. Đàn ông tuổi Ất Mão với lòng kiên trì, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm đã giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người này đa số hay bảo thủ, cố chấp, không nghe theo mệnh lệnh, lời khuyên của bất kỳ ai. Nhờ vào sự khéo léo trong giao tiếp mà tuổi Ất Mão xây dựng được mối quan hệ rộng rãi trong xã hội. Họ đa số là những người làm việc trong các lĩnh vực như hội họa, thiết kế, sáng tác âm nhạc, hay trở thành những bác sĩ, y tá, nhà tâm lý học. Dù làm việc gì thì những người này vẫn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn đặt lợi ích của mọi người lên hàng đầu. Với tính cách ôn hòa, dịu dàng, tuổi Ất Mão thường có cuộc sống an nhàn bình yên. Họ biết cách xoay chuyển tình thế, biến xấu thành tốt. Bởi vậy dù trong những lúc gặp khó khăn, sóng gió, thì tuổi Ất Mão vẫn có thể hóa giải, tháo gỡ mọi chuyện trong hòa bình. Cũng bởi tính cách này mà họ được nhiều người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Ất Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Đặc biệt là ở tuổi 50 tuổi, con giáp này có sự phát triển về cơ nghiệp được nhanh chóng, cuộc sống vào lúc trung vận có được nhiều kết quả tốt đẹp, vào hậu vận thì được đầy đủ và an nhàn sung sướng. Tóm lại, tuổi Ất Mão tạo được nhiều tốt đẹp và phước lành cho tận nhiều đời sau, con cái sự nghiệp nối tiếp nhau thành danh, tiếng vang muôn đời. Tuy Ất Mão làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác, tuy nhiên họ có nhược điểm là chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu quá áp lực, căng thẳng, tuổi Ất Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Cần sửa chữa điểm này sẽ giúp Ất Mão càng tiến xa hơn nữa trong tương lai. Về tài lộc chọn đời Ất Mão. Theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, người tuổi Ất Mão tuy phải trải qua nhiều gian khổ, thời trẻ cũng đôi lần rơi vào cảnh túng thiếu, nhưng đều may mắn vượt qua. Nhờ sự tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống mà họ thường gặp nhiều may mắn, nhận được những cơ may phát tài lớn, đổi đời giàu có trong phút chốc, đến chính họ cũng không ngờ tới được. Từ 50 tuổi trở đi, cuộc sống Ất Mão phát triển hoàn toàn, đời sống nâng cao lên nhờ tiền bạc, càng lớn tuổi càng giàu có, hậu vận an nhàn rõ mười mươi. Trong đời sống, Ất Mão là những người khẳng khái chính trực, quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng dồi dào, cả đời sung túc, không lo cơm áo. Bản tính lạc quan yêu đời, nhân duyên tốt, cuộc đời có nhiều cơ may đến trong đời, có thể giúp bạn kiếm tiền tỷ về tay, vì vậy cần tận dụng nắm bắt tốt. Từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có tài lộc bất tận, tiền tài danh vọng đều phất nhanh, đây cũng vốn là vận số người tuổi Ất Mão 1975 được hưởng. Càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục, cũng có thể nói từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có được tài lộc viên mãn. Sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống của con giáp này. Trong làm ăn, nếu người tuổi Ất Mão có thể kết hợp với người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều, tuy nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bị ổi hãm hại trên đường đời. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên hạn chế tiếp xúc với lĩnh vực đầu tư, tuyệt đối tránh xa cờ bạc, vay nặng lãi, nên thắt chặt chi tiêu, có tiền thì đầu tư vào đất đai, mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng, sẽ giữ tiền tốt hơn Ất Mão nhé. Theo luận đoán tử vi, tuổi Ất Mão là những người nhanh nhẹn, thông minh sáng suốt và có óc phân tích nhạy bén, nên nhìn ra được nhiều cơ hội kiếm tiền về tay. Khi làm việc họ tập trung cao độ, không bị tâm bởi bất kỳ điều gì, dù có phải trải qua khó khăn thử thách, tuổi Ất Mão cũng sẵn sàng vượt qua. Tuy nhiên, để công việc, tài lộc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn, họ nên hợp tác với những tuổi Quý Sửu, Kỷ Mùi, Bính Thìn, Nhâm Tuất. Và Ất Mão cũng đại kỵ với tuổi Giáp Tý, Bính Dần, Giáp Dần, Mậu Thân, Nhâm Tý, Canh Thân, nên hạn chế hoặc không làm ăn hợp tác với những tuổi này quý vị nhé. Về tình cảm, gia đạo chọn đời Ất Mão 1975. Đối với con giáp tuổi Ất Mão, không gì quan trọng bằng gia đình, vì vậy tuổi Ất Mão dành cả đời để xây dựng một mái ấm hạnh phúc, yêu thương. Những lúc mệt mỏi, áp lực, gia đình chính là nguồn động lực, giúp họ lấy lại thăng bằng và tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước.
Tuổi Ất Mão sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho những người thân xung quanh mà không cần đắn đo suy nghĩ, đôi khi họ bị người khác lợi dụng mà không hay biết. Người tuổi Ất Mão sẽ cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn khi được nhiều mọi người xung quanh sống trong vui vẻ, hòa bình. Phụ nữ tuổi Ất Mão dịu dàng, đoan trang đúng như mẫu người chuẩn mực của xã hội, họ luôn làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một người con hiếu thảo, người vợ đảm đang và người mẹ với tình yêu thương con vô bờ. Khi kết hôn, những người này thường có cuộc sống hôn nhân gia đình rất hạnh phúc. Đàn ông tuổi Ất Mão thích những cô nàng có chung sở thích, tính cách giống mình, họ coi trọng sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau trong tình yêu. Đó là nền tảng vững chắc để xây dựng mối quan hệ dài lâu. Đàn ông Ất Mão là người chu đáo, quan tâm yêu thương lo lắng cho gia đình và cũng là trụ cột của gia đình. Gia đạo của những người tuổi Ất Mão được yên vui, hạnh phúc trọn vẹn, đông con đông cháu, về già được nhờ phúc con cái rất nhiều. Tuy nhiên trong cuộc đời khó tránh khỏi những va vấp mâu thuẫn trong gia đình, giữa anh em, con cái với nhau hay quan hệ ngoài xã hội gặp khúc mắc, tranh luận gay gắt khiến ta quay cuồng, áp lực. Nhưng nếu Ất Mão luôn giữ được bình tĩnh, dĩ hòa vi quý thì mọi sự sẽ được tốt đẹp, cuộc đời vốn dĩ là vậy, buồn vui đan xen, sướng khổ trộn lẫn. Nhưng nhìn tổng quan Ất Mão trong cuộc đời vẫn có được sự nghiệp, tình duyên, gia đạo được êm ấm, nhiều bất ngờ may mắn, về già được sống an nhàn thảnh thơi. Sức khỏe trọn đời tuổi Ất Mão 1975. Trong cuộc đời tuổi Ất Mão được ông tử vi độ mạng, ban cho sức khỏe và sự bình an, có nạn cũng may mắn vượt qua được, từ trung vận sức khỏe có phần sụt giảm, nhưng nghỉ ngơi tập luyện sẽ cải thiện và hồi phục nhanh chóng, hậu vận an nhàn hưởng lộc con cháu, sống thọ lâu dài. Từ 80 đến 95 tuổi, đặc biệt nếu ăn ở hiền hòa, làm việc phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống lâu trăm tuổi, bách niên giai lão. Người tuổi Ất Mão ngũ hành thuộc mộc, người mệnh mộc sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương, nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần, hay bị đau đầu chóng mặt, hay mắc các bệnh về thần kinh. Hơn nữa, Ất Mão tính cách nóng nảy dễ vì kích động mà quên lãng những mối nguy tiềm tàng xung quanh mình, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý với mọi sự, bởi nóng giận hại gan, sẽ làm sức khỏe Ất Mão nhanh chóng giảm sút. Việc tích cực lạc quan, yêu đời là rất cần thiết cho anh chị ở giai đoạn này, nếu cuộc sống có thể vô ưu, vô lo thì còn gì bằng, nhưng cũng đừng vì quá phiền lòng hay quá nóng giận mà ảnh hưởng sức khỏe. Ất Mão thay vì vậy, hãy tìm cho mình niềm vui thích riêng, tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch với gia đình, hay là bữa ăn đông vui cùng con cháu, tham gia một số câu lạc bộ với sở thích của mình, cũng giúp cuộc sống đa màu muôn vẻ hơn quý vị nhé. Tiếp theo đây chúng ta cùng đi vào chi tiết vận mệnh của tuổi Ất Mão 1975 theo tháng sinh âm lịch. Sinh tháng Giêng, tính tình lương thiện dễ tin người, nên đôi khi bị lợi dụng mà không hay biết, cuộc đời ban đầu phải trải qua nhiều vất vả, cay đắng, nhưng về sau cuộc sống ổn định hơn, được hưởng phúc lộc của tổ tiên để lại. Sinh tháng 2, cuộc đời có nhiều thăng trầm, có lúc may mắn, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, nhưng cũng có lúc gặp phải nhiều khó khăn, thất bại. Sinh tháng 3, thông minh sắc sảo, ý chí lớn, tự thân lập nghiệp và đạt được nhiều thành công khi còn rất trẻ, trong cuộc đời gặp được nhiều may mắn và thời cơ thuận lợi để phát triển sự nghiệp. Sinh tháng 4, cả đời sống trong an nhàn, bình yên, không lo thiếu thốn, tuy nhiên cần chú ý tới sức khỏe, phòng tránh những căn bệnh về đường mạch máu, tiêu hóa, tình duyên gặp nhiều may mắn, gia đình hòa thuận, vợ chồng thủy chung son sắc. Sinh tháng 5, có con mắt nhìn xa trông rộng, sự hiểu biết và ý chí quyết tâm cao, đến một thời cơ nhất định sẽ đạt được sự nghiệp thành công mỹ mãn như mong đợi. Sinh tháng 6, có nhiều tài lộc, được hưởng cuộc sống sung sướng cả đời, làm gì cũng đạt được thành công, đường tình duyên thuận lợi, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Sinh tháng 7, từ nhỏ đã thông minh, hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa, trưởng thành có sự nghiệp vững chắc, ổn định, trong cuộc đời gặp nhiều may mắn, hễ có khó khăn là gặp được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Sinh tháng 8, tính tình thật thà thẳng thắn, có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được mọi người xung quanh yêu quý tôn trọng, cả đời sống trong an nhàn mà vẫn đầy đủ không lo thiếu thốn. Sinh tháng 9, nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh, sẵn sàng hy sinh vì người khác, sự bao dung tốt bụng chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng, cuộc sống nhất định gặp nhiều may mắn thuận lợi. Sinh tháng 10, thời đầu lập nghiệp còn nhiều khó khăn, trắc trở, tuy nhiên nếu kiên trì, không bỏ cuộc, chắc chắn sẽ có ngày đạt được thành công như ý muốn. Sinh tháng 11, có ý chí nhưng thiếu sự kiên định, lập trường của mình, vì vậy làm ăn thường gặp nhiều trở ngại, không biết cách vượt qua dễ chán nản và bỏ cuộc.
sinh tháng 12, ban đầu gặp nhiều khó khăn thử thách, nếu kiên trì quyết tâm vượt qua, sẽ có lúc đạt được thành công như ý. Ngược lại, nếu chán nản, buông xuôi, thì cuộc đời sẽ lâm vào cảnh thiếu thốn, lo lắng. Quý vị thân mến, trên con đường nhân sinh, ai ai cũng đều không biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn trắc trở hay thất bại gì. Cũng có những việc khi đã đi gần hết chông gai rồi, lại bởi vì một chút khó khăn cuối cùng mà sụp đổ, từ bỏ, thực sự là vô cùng đáng tiếc. Khi gặp những trắc trở trên đường đời, hãy suy ngẫm bốn điều dưới đây, nội tâm chúng ta nhất định sẽ thông suốt hơn, phúc phận tự nhiên sẽ đến. 1. Mọi việc chớ nên cưỡng cầu. Trong tác phẩm Phá Diêu Phú, tác giả Lã Mông Chính viết, giàu sang thì ai cũng muốn, nhưng phúc lộc thì sao có thể cưỡng cầu, con người thế gian cả đời đa phần đều theo đuổi danh và lợi. Vì để có được danh và lợi, có người còn không từ một thủ đoạn tồi tệ hay phương pháp bất chính nào, nhưng cổ nhân thường nói, mệnh lý hữu trung tu hữu, mệnh lý vô mạc cưỡng cầu. Nếu trong mệnh được an bài là có thì cuối cùng sẽ có, còn trong mệnh không có thì cho dù có cưỡng cầu như thế nào đi nữa cũng không chiếm được, những điều nên đến, những người nên gặp, đến lúc thích hợp sẽ tự nhiên đến, chúng ta chỉ cần dụng tâm làm tốt những việc cần làm, hoàn thành tốt bổn phận, chức trách của bản thân là được rồi. Trong Đạo Đức Kinh viết, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, thiện cao nhất như nước. Nước có thể làm lợi vạn vật mà không tranh giành, nước là biểu hiện rất cao của sự thiện lương nơi thế gian, nuôi sống vạn vật, lại nguyện ý ở chỗ thấp. Nếu một người có thể làm được như thế, thì phúc lộc không cưỡng cầu cũng tự đến, đó cũng chính là đạo lý, thiên đạo vô thân. Thương giữ thiện nhân, đạo trời là công bằng, không thiên vị bất kỳ ai, nhưng người lương thiện phù hợp với đạo trời, nên như là được trời giúp. 2. Minh bạch điều bản thân theo đuổi. Sách Thái Căn Đàm viết, thế sự như ván cờ tranh đấu thắng thua, thay đổi thất thường, con người một khi đã tham gia vào thì thường sẽ bị mê hoặc ở trong đó. Chỉ có người không chơi, đặt bản thân ở bên ngoài mới có thể rõ ràng minh bạch, con người sống trên đời cũng giống như sinh sống trong một cái bình. Bị phong bế ở trong truy danh trục lợi, cả đời bận bịu, chỉ khi phá tan được cái bình ấy người ta mới có thể hiểu được chân lý đời người, đạt tới cảnh giới siêu phàm. Chỉ khi tất cả những giấc mơ tan vỡ, người ta mới nhận ra rằng hết thảy chỉ là hư không. Gia Cát Lượng từng viết trong Giới Từ Thư rằng, phi đạm bạc vô dĩ minh trí, phi chữ tĩnh vô dĩ trí viễn, không theo đuổi danh lợi, sống cuộc sống đơn giản mộc mạc, thì mới hiển lộ ra chí hướng của bản thân, không theo đuổi sự náo nhiệt, trong tâm an bình thanh tĩnh, thì mới có thể đạt được mục tiêu rộng lớn. Trong cuộc đời, ai ai cũng đều phải trải qua rất nhiều sự tình, sẽ có được danh lợi tài phú, sẽ có được tình yêu, tình thân, nhưng đừng để tâm chấp nhất, dính mắc vào nó, đời người bất quá chỉ mấy chục năm, vội vàng mà trôi qua, cho dù chúng ta có bất kể thứ gì thì cuối cùng cũng hóa thành cát bụi. Chỉ khi chúng ta minh bạch được bản thân mình thực sự nên theo đuổi điều gì, thì cuộc sống mới có ý nghĩa, đó chính là phúc vận lớn của đời người. 3. Học cách tĩnh tâm, hưởng thụ cuộc sống. Trong tác phẩm Tiểu Song U Ký có viết, niềm vui sướng lớn nhất của cả đời người không gì lớn hơn là đọc được một cuốn sách tốt, kết giao được với người lương thiện, sống chất phát, không màng danh lợi. Phúc vận tốt nhất của cả đời người không gì lớn hơn là được ngồi trong vườn bình hòa tĩnh lặng mà thưởng trà, dâng hương, an hưởng phúc. Trang Tử cũng từng viết trong Đạt Sinh rằng, người thực sự hiểu được ý nghĩa của đời người sẽ không lãng phí thời gian quý giá của cuộc đời này, sẽ không đi theo đuổi những thứ không có giá trị đối với sinh mệnh, con người dành cả đời để truy cầu những điều không có giá trị. Đối với sinh mệnh chi bằng tĩnh hạ tâm xuống, hưởng thụ cuộc sống, như thế cũng là phúc vận tự nhiên đến. 4. Học buông bỏ, thuận theo tự nhiên. Sách Thái Căn Đàm viết, tranh giành danh lợi với người khác, thậm chí bằng mọi giá để đạt được danh lợi, nhưng con người lại chưa từng nghĩ trong quá trình tranh giành ấy có quá nhiều thứ mất đi. Mặc dù có sống lâu trăm tuổi, nhưng mỗi ngày đều là sống vội vội vàng vàng, long đong lật đật, chưa từng suy nghĩ đến ý nghĩa của sinh mệnh mình. Sống như vậy cũng giống như người không sống thọ mà thôi, khi chúng ta hiểu được sự tình và sự vật mà bản thân nôn nóng theo đuổi trong cả đời. Hơn nữa sau khi suy nghĩ được ý nghĩa của việc con người vì sao mà sống trên thế gian này, thì chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, danh và lợi mà chúng ta khổ tâm truy cầu cuối cùng chỉ là hư ảo. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.